Xin chào các học sinh Trong video này Thầy sẽ giải chi tiết cho chúng ta cái đề thi học sinh giỏi Toán lớp 12 Của Sở Dốc Đào tạo Đồng Nai Năm 2023-2024 Thấy video hay và ý nghĩa Và có nhu cầu đăng ký Khóa ôn học sinh giỏi 11-12 Thì các em hãy liên hệ Qua số điện thoại Zalo 0919 ba Hoặc là Facebook Trường Giang các em nhé thì sau đây thầy sẽ đi vào nội dung cụ thể của đề Nói là đề thi uh, chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2324 của sở rộng đào tạo đồng nai thì gồm có 10 câu Hệ chiếu qua cái đề trước em nhé nhận xét câu 1 là một bài toán về hàm số em nhá hàm số này bài này khá đơn giản thôi cho hàm bậc 3 tính khoảng cách giữa hai điểm cực trị Câu 2 là một câu về giải phương trình lượng giác. Cũng khá cơ bản nhé. Câu 3 là một câu về ứng dụng của hình học. Đấy, ứng dụng thực tế. Câu 4 là một câu về là ứng dụng của đạo hàm. Cái cho hàm số bích tính đạo hàm và chứng minh Tổng đạo hàm từ 1 đến 2024 Nhón 3 phần 2 Câu 5 là một câu về hình học Tính thể tích khối lăng trụ Cũng khá cơ bản thôi Câu 6 là một câu về Hoán vị trình hợp tổ hợp ấy, nhá. Bài toán sắp xếp Câu 7 là một câu liên quan tới Hoán, hoán vị trình hợp tổ hợp Đó là chứng minh tổ hợp Chập n của 2n là số chẵn câu 8 là câu rất quen thuộc trong đề thi các sở đó là giải hệ phương trình. Câu 9 là một câu ứng dụng của hàm số trong việc tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức ba biến. Còn câu 10 đấy là một câu về tìm hàm số, chứng minh hàm số là hàm số lẻ. Thì câu này các em thấy là một số sở nó ít khi cho em nhé. Các sở ở trong miền uh, trung miền Nam thường hay cho so thêm câu này nữa. Tức là đề này gồm có 10 câu các em nhé. 10 câu, thời gian làm bài 180 phút. Thế này là cũng uh, tương đối đấy, tức là thời gian nó sẽ là các em phải căn ke rất hợp lý mới làm được nhé Thế trước khi um, đi vào giải chi tiết cái đề này, thầy cũng giới thiệu cho các em cái khóa ôn học sinh giỏi 11 12. là cái khóa ôn của thầy thì uh, mục đích đầu tiên là để thi học sinh giỏi, Đấy, mục đích thứ hai là chúng ta kết hợp ôn vận dụng vận dụng cao để sau này các em thi tốt nghiệp này, thi tốt nghiệp, thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, tức là các em học khóa này được cả hai các em nhé, thứ nhất là học sinh giỏi, bởi vì cái việc uh, ôn học sinh giỏi mới lại vận dụng vận dụng cao ấy là nó gần như tương đương cho em nhé nó không khác mấy đâu, nhất là lớp 12 hai. Lớp 11, lớp 10 thì hơi khác một chút nhưng lớp 12 là hai cái này nó ghép gần như là một em nhá. Thì trong khóa của thầy thì có các cái nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất là có hệ thống video chi tiết từng dạng toán chắc chắn thi học sinh giỏi. Đấy, các em thấy cái quan trọng nhất cái hệ thống video này. Đấy cái này rất quan trọng đó nha. Hệ thống video này thì là rất chi tiết. Để chúng ta nắm bắt được các dạng toán mà chắc chắn thi. Thì khi làm bài chắc chắn là các em sẽ không mất cái thời gian định dạng lại là dạng này mình học hay chưa. Đấy qua hệ thống video này các em thấy là chắc chắn đến 90% là nó sẽ thi. Phần thứ hai là có đầy đủ tài liệu của từng chuyên đề được biên soạn rất chi tiết đầy đủ các dạng và được cập nhật theo đề thi của các trường các sở vừa thi các em nhé. Nhất là các em học theo chương trình mới này, lớp 11 lên 12 năm nay này thì việc này rất quan trọng nhé thứ ba là các em được học trong nhóm kín Facebook tuần từ 2 đến 3 buổi video các buổi học lưu lại có thể xem tức là cái cái các em thấy là học học trong nhóm kín này này thì ngoài cái học trong nhóm kín này cái hệ thống video này là video bổ trợ các em nhé đấy tức là các em sẽ có hai hệ thống video đấy tức là học trực tiếp các em nhé phần thứ tư là khóa học có cái nhóm zalo hỏi đáp cái việc này rất quan trọng các em ạ Bài nào các em không biết các em đưa lên nhóm Thầy và các anh chị trợ giảng sẽ giải đáp cho chúng ta Cái này rất quan trọng đấy các em nhé Nhiều lúc các em có bài nào khó cái khó khăn thì các em đưa lên Đấy, đỡ mất thời gian mà mình tìm hiểu làm rất là mất thời gian Cái nhóm này rất là là hay các em nhé Lần thứ năm là có ừ. <laughs> Các em sẽ được rèn luyện các đề thi học sinh giỏi mới nhất của các trường, các sở trong cả nước Cập nhật thường xuyên Phần 6 là thầy có thể tư vấn cho các em thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các trường công an nhân dân. Đấy, cái cung cấp tài liệu cho các em nhé. Đấy, và cái khóa ôn học sinh giỏi 12 này, khi thi xong học sinh giỏi, khoảng tháng 12, tháng 1 ấy, là đầu hầu hết các sở sẽ thi xong rồi. Thì các em sẽ được thầy ôn các chuyên đề vận dụng vận dụng cao để thi tốt nghiệp vào đại học. Đấy, và kết hợp với lại cái việc rèn uh, luyện đề thi mới nhất của các trường các sở các em nhé. Thì các em xem trên kênh của thầy Là như năm vừa rồi thầy giải là Khoảng 50 đề này Các đề thi các trường các sở ấy Full 50 câu Đấy thì trong khóa học chúng ta sẽ rèn luyện những cái đề mới nhất như thế Thì các em có nhu cầu các em hãy đăng ký với thầy Qua cái facebook Trường Giang Thầy để dưới phần bình luận Phần phụ đề video Hoặc các em nhắn tin trực tiếp Đến cái số điện thoại Nha 0949033833 Đấy là một số cái giới thiệu của thầy về khóa học sau đây chúng ta sẽ giải chi tiết cái đề học sinh giỏi của Sở Đồng Nai các em nhé. Câu 1 là tìm tọa độ hai điểm cực trị của đô thị hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng 9 và tính khoảng cách giữa hai điểm cực trị đó. Thế đây là vấn đề là tìm tọa tìm độ hai điểm cực trị các em nhé. Thì các em tính nhanh hết rồi. Chúng ta chỉ lập cái bảng xét dấu của đạo hàm là xong thôi. Đây ta có này, tập xác định nha. Đây em nhớ là làm tư luận đấy các ạ. Học sinh giỏi là tư luận. Chúng ta phải trình bày rất đầy đủ mới được nhá. Đấy đầu tiên là tập xác định này. Hàm bậc 3 là D bằng R. Đấy tiếp theo em tính đạo hàm. Y phẩy sẽ là 3X bình. Trừ 6X. Tiếp theo là cho Y phải bằng 0. Thì các em xét tìm cái nghiệm là x bằng 0, x bằng 2 chưa? Thế thì các em lập bảng biến thiên ra. Đấy nhá, lập bảng biến thiên. Thì các em nhớ làm đầy đủ nhá, không có là mất điểm đấy nhá. Thế là lập bảng biến thiên ấy, thì các em nhớ là ghi đầy đủ cái thông tin lên. x này âm vô cùng 0 2 dương vô cùng f phẩy fx đạo hàm bằng 0 thì hai giá trị này này dấu của đạo hàm dấu hệ số a là dương đây dương âm dương thế vậy là đồng biến nghịch biến thì các em thấy là nó sẽ hướng đi lên đây đi xuống đi lên đây là dương vô cùng này âm vô cùng này khi x bằng 0 thì y bằng 9 khi x bằng 2 thì các em thấy là 8 chữ 12 là chữ 4 chữ 4 9 là còn 5 đấy thế từ đây là và các em biết là giới hạn của fx khi x dần tới trừ vô cùng là bằng trừ vô cùng nhá giới hạn của fx khi x dần tới dương vô cùng bằng dương vô cùng thế quan sát cái bảng bên thiên này các em biết ngay là Tôi độ hai điểm cực trị. Vậy kem suy ra là toa độ. Điểm cực đại là điểm M, tọa độ là 09. Tọa độ điểm cực tiểu là điểm N, tọa độ là 2 và 5. Thế thì các em tính khoảng cách thôi. Thế thầy yêu khoảng cách MN. Đây là khoảng cách giữa hai điểm nhé. Còn căn bằng 2 của 2 0 tất cả bình cộng với lại là 5 trừ 9 tất cả bình. Nó sẽ bằng là 4 này. 4 cộng với lại 16 là căn 20. Đấy là bằng 2 căn 5 nhé. Đấy vậy là ý, câu 1 xong. Kết quả là 2 căn 5. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị. Đấy bài tối hỏi khoảng cách nhé. Đây là câu 1 các em nhé. Cũng khá cơ bản thôi. Câu này thì là Thầy nghĩ là mỗi câu sẽ được 2 điểm đấy 10 câu Đây là câu 1 Tiếp theo là câu 2 Là bài toán yêu cầu là tìm nghiệm dương nhỏ nhất Của phương trình lượng giác 2 sin bình x Trừ sin 2x Cộng sin x chỉ cốt x chỉ 1 bằng 0 Bài toán yêu cầu là tìm nghiệm dương nhỏ nhất các em nhé Thế tức là các em phải giải phương trình ra Đấy, giải phương trình sau đó là tìm nghiệm dương nhỏ nhất thôi. Đấy, việc đầu tiên là giải phương trình. Thì đối với các em thấy là phương trình chứa sin và cốt này là điều kiện x thuộc R rồi. Thế vậy cái phương trình tương đương. Các em chú ý nhá. Thế đây ấy, là đây là phương trình lượng giác này các em quan sát này. Đầu tiên là các em phải đưa về cùng một góc xem nào. Đây là cái này góc x nha. Cái này góc 2x. Góc 2x. Thì các em nhớ trong này này. Đây có hai sin bình. Đây là chỉ 1. Tức là chỗ này các em có thể đưa thành là cốt hay được cái này. Đấy. Các em tổng hạ bậc cái này đi. Em hình tương đương này. Là hai sin bình x. Trừ 1. Trừ đi sin 2x. Cộng sin x trừ cốt x. Bằng 0. Thì chỗ này các em biết là cốt 2x. Sẽ bằng là 1 trừ 2 sin bình. Thế này cái này nó chính là tương đương là trừ cốt 2x em nhé. Trừ sin 2x cộng sin x trừ cốt x bằng 0. Thế nên các em sẽ thấy như sau này. Chỗ này các em có thể đưa về cái công thức là sin A trừ cốt A ấy. Cái này em thấy là sin B cộng cốt B. Nó có biểu thức biến đổi nhá. Đấy thì là các em sẽ là đưa về dạng đấy là xong ngay. Đấy, cái này khá cơ bản thôi. Đây tương đương này. Các em chuyển cái này sang vế phải, tức là sin 2x cộng cos 2x bằng sin x chỉ cos x. Đây các em dùng công thức biến đổi là sin a cộng cos a các em nhá. Sin a cộng cos a là bằng căn 2. Sin của a cộng pi trên 4 tức là 2x cộng pi trên 4 Đấy bên này anh thế rồi. Xe x của -x, x là căn 2 sin của x trừ pi trên 4. em rút gọi căn 2 đi là xong nha. Thế vậy tương đương là sin của 2x cộng pi trên 4 bằng sin của x trừ pi trên 4. Phương trình này khá cơ bản anh em nhé. Trên này không không nhấn mạnh kỹ chỗ này đâu các em nhé. Phương này khá cơ bản nó không có gì. Thế này em thấy là sin U bằng sin V thì tương đương là hai nghiệm chưa? Thứ nhất là U bằng gì? 2 x cộng pi trên 4 bằng x trừ pi trên 4 cộng k 2 pi nghiệm thứ hai là bù nhá hai x cộng pi trên 4 bằng pi trừ đi x Trừ viên 4 là cộng P trên 4. Cộng L 2P. Vậy tương đương. 2X chế thì còn X này. Trừ viên 4 nhập chuyển thành trừ viên 4. Tức là thế là trừ P trên 2. Cộng K2P. Thế bên này. P 4 hết. Chuyển trừ X sang là 3X. Bằng P cộng L2P. Tiếp theo các em chia 3 là xong nhá. Bên trên là x bằng trừ pi trên 2 cộng k2p. Bên dưới là các em sẽ được là x bằng pi trên 3 cộng l2p trên 3. Đấy k thuộc z các em nhé. Đấy các em gọi cái x1, x2 đi. Thế về vấn đề bài toán hỏi là gì Nghiệm dương nhỏ nhất thì các em phải xét hai trường hợp nhá. Đây trường 1. Với x bằng pi trên trừ pi trên 2 cộng k2p thì suy ra cái nghiệm dương nhỏ nhất ấy. Là các em thay k bằng 1 vào nhá, k bằng 0 nó âm rồi. Thì với k bằng 1. Thì các em sẽ tìm x bao nhiêu? Tức là trừ pi trên 2 cộng 2 pi nó là bằng 3 pi trên 2 ấy. Đấy, chia 2 này. Chia 2 nhá. Là với x bằng pi trên 3 cộng l 2 pi trên 3. Thì cái nghiệm dương nhỏ nhất của nó ứng với là l bằng 0. Thì các em sẽ tìm được cái x được bao nhiêu? Là pi trên 3. Thì so sánh hai số này. Số nào nhỏ hơn các em lấy. Đấy. Thế vậy các em thấy là cái pi trên 3 nhỏ hơn 3 pi trên 2 chưa? Thế vậy các em kết luận ngay thôi. Vậy suy ra nghiệm dương nhỏ nhất Đấy, của phương trình là x bằng pi trên 3. Đấy chính là nội dung câu 2 các em nhé, khá cơ bản đấy nhé. Đến đây các em nhớ xét hai trường hợp này. Trường 1 mà chia 2 hai này. Đến nội dung câu 2. Tiếp theo là câu 3 các em nhé. Câu 3 là một câu ứng dụng hình học ấy. Cho một tấm bìa là nửa hình tròn tâm mét. Để anh em quan sát này nha. Câu 3 một câu rất hay đấy, các em ạ. Câu 3 này các em cần phải chú ý. Chú ý cái giả thiết nó cho. Thì làm này chúng ta mới hiểu được. Không có là nó hơi rắc rối chút các em nhé. Câu 3 thì là cho một tấm bìa là nửa hình tròn tâm S. Anh em chú ý để tâm S nha. Trên đoạn A phẩy lần lượt lấy các điểm B, C, D. B, C, D này. B, C, D. D phẩy C phẩy B phẩy. Đấy tức là các em chú ý này. Sao cho các đoạn này bằng nhau Và gọi O là trung điểm của SD Đây các em nhớ là các đoạn này bằng nhau này các em chú ý đi nhá Các đoạn AB này Bằng BC Bằng CD Bằng DS Bằng SD phẩy Bằng D phẩy C phẩy Bằng C phẩy B phẩy Bằng B phẩy A phẩy Những đoạn này bằng nhau hết nhá Lần lượt vẽ các nửa đường tròn tâm O Đây tâm O cái nhá không phải tâm này S tâm O là trung điểm của DS đấy, đường kính DS này, C phẩy D phẩy này, B C phẩy A B phẩy, tức là các đoạn này bằng nhau thì O là trung điểm của DS thì là đương nhiên O là tâm rồi. Và dán hai bán kính SA này với SA phẩy này dán vào với nhau. Đây hai cái đường này nhá, nó dán thành được một đường thẳng các em nhá. Thì khi mà dán vào ấy, tức là khi dán đây này. Nó sẽ tạo thành một cái hình nón. Đấy, có SA chính là cái đường sinh nhá. Đấy chúng ta phải chú ý này, khi mà dán hai cái này các em dán kit hai cái 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 cạnh SA với SA phải với nhau đó. nó thật là cái hình nón có đường sinh là SA thì khi đó là cái điểm D nó sẽ trùng với D phẩy đấy điểm D nó sẽ trùng với D phẩy nhá D nó sẽ trùng sang D phẩy này C sẽ trùng sang C phẩy nhá, B trùng sang B phẩy và A sẽ trùng với A phẩy. Thì khi đó tạo thành hình nón này. Thì khi đó này trên mặt xung quanh anh em chú này, trên mặt xung quanh ấy có đường xoắn ốc từ A đến S. Đấy. Gồm các cung tròn đi qua A B C D S như trên. Thế tại sao lại thành cái đường xoắn ốc em nha Khi mà D sang trùng với D phẩy. Đây. D thì trùng với D phẩy này. Đây, bởi vì các em thấy là dán vào thì S nó là trung điểm của D D phẩy mà. Thì đường xoắn ốc này độ dài đây. Thế nhưng mà các em thấy là cái điều độ dài đường xoắn ốc này nó chính bằng DS nha. Đấy là điểm D sẽ trùng sang D phẩy này. C trùng sang C phẩy này. B sang B phẩy và A sẽ trùng với A phẩy. Tức là cần cái cái độ dài cái đoạn này này đường xoắn ốc thì vấn đề bài toán là tính độ dài đường xoắn ốc biết thể tích khối nón bằng 64 căn 3 pi trên 3 đấy thì vấn đề em thấy là cái độ dài đường xoắn ốc thì vấn đề chúng ta phân tích cái đầu tiên này độ dài đường xoắn ốc ấy. là chính là độ dài cung ds đúng không nhỉ DS nha. Độ dài đường xuân ốc chính là độ dài cung DS cộng với lại gì? DS này cộng với lại là CD phẩy. Đấy. Cộng với lại là BC phẩy. Và cộng với lại gì? BC C phẩy này và a b phẩy Đấy nhá a b phẩy nhá đấy tức là cái cung này đây các những cái nửa đường tròn này này tức là độ dài cung này thôi Thế vấn đề các em phải tính cái độ dài tổng cái độ dài đoạn này bằng bao nhiêu là xong. Nào có hình dung như nhỉ? Tức là điểm D nó sẽ sang điểm D phẩy nhá. C nó sẽ sang thành là C phẩy. B nó sẽ thành B phẩy Đấy vậy khi chúng ta biết được độ dài đường xoắn ốc là tổng độ dài bốn đoạn này Thì vấn đề ở đây các em chỉ cần tính bán kính của cái đường tròn này là xong Đấy vậy các em phải vấn đề quan trọng là phải tính được cái bán kính này Của cái nửa đường tròn Tâm nhất này là xong Đấy, Đấy Vấn đề các em tính được bán kính này là xong nhé bán kính của đường tròn tâm S là chúng ta sẽ được kết quả. Thế vậy để làm được bài toán này thì các em chú ý hình dung như sau nha. Các em gọi R lớn là bán kính của hình tròn của nửa hình tròn tâm S là bán kính của cái nửa hình tròn tâm S và gọi này hình nón tạo thành có L này, R và H lần lượt là đường sinh, bán kính đáy và chiều cao của hình nón nha. Đấy có cái này. Thì theo giả thiết ta có thôi. Nào thế các em thấy có phải là khi mà gấp cái đoạn uh, SA trùng với SA phẩy thì có phải cái SA này nó chính là bằng cái độ dài đường sinh này chưa? Đấy. Cái SA này anh Đấy nhá, SA chính bằng L. Đúng không nhỉ? SA chính bằng L. Và em thấy là SA bằng L thì các em thấy là cái cung A phẩy này s A Nghe nhé, S A bằng L này Chính bằng R nhé Là bán kính của nửa đường tròn Hình tròn tâm S Và cái thứ hai này Là cái biết là Chu vi Tức là nửa đường tròn Tâm S bán kính R ấy Là có cái độ dài đây Cái cung A phẩy này là nó là nửa đường tròn bán kính r chưa thì là chu vi đường tròn là 2 pr thì nửa đường tròn nó sẽ là pr thế nên chu vi đáy của cái hình nón ấy là cũng là a phẩy chu vi đáy của hình nón có phải là 2 pi r nhỏ chưa thế từ đây em sẽ suy ra cái điều gì là 2 pr nhỏ bằng pr lớn Vậy các em suy ra ngay là R nhỏ bằng gì? R lớn trên 2. Thế vậy từ đây các em sẽ tìm ngay được cả bán kính, cả cái chiều cao của hình nón. Đấy, vậy suy ra chiều cao hình nón H này. Chính là căn bậc 2 của L bình. Chia R bình. Mà L bằng R rồi. Tức là R bình. Trừ đi R trên 2 tất cả bình. Thì quy đồng các em được là 4 R bình chia R bình là 3 R bình trên 4. Tức là bằng R. Căn 3 trên 2. Đấy vậy các em biết ngay ba cái đại lượng của cái hình nón này nha. L bằng R trên 2 này. H thì bằng R căn 3 trên 2 này. Và đường sinh thì bằng R lớn rồi. Thế mà theo giả thiết thì cái là thể tích khối nón bằng 64 căn 3 pi trên 3 chưa? Đấy là ta có đây. V của khối nón ấy Bằng 1 phần 3 pi r bình nhân hát, tức là 1 phần 3 pi này, r bằng r, r nhỏ r lớn trên 2 tức là r bình trên 4, nhân với lại là r căn 3 trên 2, cái này chính bằng là 64 căn 3 pi trên 3. Thế như vậy em thấy là ở đây thế suy ra này R mũ 3 3 rút gọn hết nha Căn 3 pi hết Thế vậy R mũ 3 sẽ bằng 64 x 8 Hay chính là 8 mũ 3 ấy. Vậy thì suy ra R lớn này Nó sẽ bằng 8 Đấy Vậy R lớn bằng 8 thì em sẽ tìm ngay được Các cái độ dài của cái đoạn này này DS này AB bằng BC Thế về tế suy ra này AB bằng BC bằng CD bằng DS bằng SD phẩy bằng D phẩy C phẩy bằng C phẩy B phẩy và bằng B phẩy A phẩy cái này đều bằng hai hết nhé đấy tức là nó chia làm 8 phần mà đấy tất cả nhé bằng hai Thế vậy thì em sẽ tính ngay được là cái độ dài của cung DS này này, độ dài đường xoắn ốc này. Đấy. Thế vậy thì suy ra độ dài đường xoắn ốc đây. Đấy, là chính là độ dài cung DS này cộng độ dài cung CD phẩy cộng độ dài cung BC phẩy và cộng độ dài cung AB phẩy Đấy là này, khi mà nối ghép vào nhá thì D nó dịch chuyển sang D phẩy này. Thì nhưng mà các em thấy là cái độ dài của cái cung này ấy, thì nó chính là DS thôi. Từ C phẩy chuyển sang C thì chính là độ dài cung CD phẩy thôi. là C phẩy nữa trùng với C này nhá. À C trùng sang C phẩy nha Thì rõ ràng cái độ dài cung của nó ấy, là sẽ xuất phát từ C đến D thôi. Đấy là bốn tổng hợp cái này Thế bằng bao nhiêu nào Thế cái này là cung DS Thì độ dài đoạn DS bằng 2 rồi Thì DS là nửa chu vi của đường tròn có bán kính bằng 2 À có đường kính bằng 2 Thì bán kính bằng 1 chưa Thì cung DS này sẽ có độ dài là pi nhân 1 Đấy Còn CD phẩy Đây CD phẩy đây Thì là cái độ dài của CD phẩy C trùng với đề phẩy Các em thấy là ở đây thì các em phải tính là cái bán kính nhá, O là tâm đường tròn này. Thì em sẽ tính ngay được như sau này. DS bằng 2 rồi. Thì là CD phẩy nó cái độ dài của cái đường kính CD phẩy này nó chính bằng 6 nha Thì bán kính nó bằng 3. Thì nửa chu vi tức là nửa đường tròn này sẽ là pi nhân 3. Đấy tương tự BC phẩy nó là pi nhân 5 và tương tự là AB phẩy AB phẩy nó là 14 rồi thì bán kính nó sẽ là 7 tức là pi nhân 7 thì tất cả nó sẽ bằng là 16 pi đấy thế vậy cái độ dài đường xoắn ốc là tổng là 16 pi nhé đây là kết quả bài toán đấy thì em cái hình dung ra nhé hình dung khi mà ghép lại nhá thì độ dài đường xoắn ốc nó là những cái đoạn này đây Đấy, ấn những cung này thì tổng có được 16 pi. Đấy nha nội dung câu 3 nhé. Đấy em chú ý là khi xem video thấy hay ý nghĩa thì các em uh, có nhu cầu các em hãy ấn uh, đăng ký kênh này, sau đó có nhu cầu uh, tham gia khóa ôn uh, học sinh giỏi, vận dụng vận dụng cao thì các em hãy đăng ký bằng cách nhắn tin từ cái số Zalo uh, điện thoại này các em nhé hoặc là các em uh, nhắn tin cho thầy qua Facebook Trường Giang thầy để bên dưới phần phụ đề video nhé Đây là câu 3 Tiếp theo con sang câu 4 nha Câu 4 Là cho hàm số fx bằng nepe của 2024x trên x cộng 2 Bài toán yêu cầu gồm hai ý Đầu tiên là tính đạo hàm f phẩy của hàm số Vậy thứ hai là chứng minh đạo hàm tại 1 cộng vân vân đến đạo hàm 2024 nhón 3 phần 2 Vậy để làm được bài toán này đầu tiên các em phải tìm điều kiện trước tiên nhé Bởi vì hàm số loga mà Cái điều kiện Là biểu thức Dưới loga phải dương Tức là x Trên x cộng 2 này Phải lớn 0 Hay tương đương là x Nhân x cộng 2 lớn 0 cho em nhé Thì các em thấy là nghiệm của nó là 0 và âm 2 Cho nên là x sẽ phải lớn 0 Hoặc x nhỏ hơn âm 2 Đấy vậy là đây chính là điều kiện của nó, điều kiện xác định nha. Theo tiên nó sẽ tính đạo hàm này. Tính đạo hàm trước nha. em biết là nepe của u đạo hàm sẽ bằng u đạo hàm trên u nha. Đấy, u đạo hàm trên u tức là sẽ bằng 2024x. Hoặc em để 2024 bên ngoài. 2024x trên x cộng 2 đạo hàm chia 2024x chia x cộng đấy thì lại npu đạo hàm là u đạo hàm trên u với u là 2024x trên x cộng 2. thế cái mới là ở đây cái chính là hàm bằng nhất cho bằng nhất thôi ad ad tức là 2024 này. nhân với lại là 2 trừ đi BC đấy bây giờ không rồi đấy tức là bằng uh, trừ 0 thôi trên x cộng 2 tất cả bình chia 2024 x trên x cộng 2 đấy vậy các em thấy là chúng ta sẽ 2024 rút gọn đi này thì kết quả sẽ còn chỉ bằng là 2 x cộng 2 bình đi dây mẫu này rút gọn được một lần tức là bằng 2 trên x nhân x, x cộng 2 đấy đạo hàm này xong thế em thấy là để liên quan tới cái việc ý còn lại là tính đạo hàm tại 1 cộng đoàn tại 2 cộng đoàn tại 3 ấy, thì em phân tích cái này thành hiệu của hai biểu thức là xong đây cái này bằng nha nó chỉ bằng là 2 trên x em nha à bằng 1 trên x trừ đi 1 trên x cộng 2. Đấy cái này phân tích ra là tách tách ra là các em. Tức là số 2 ấy chính bằng là x cộng 2 trừ x. Đấy thì các em phân tích ra x cộng 2 trên x cộng 2 là còn 1 trên x kìa nha. Đây cái này tức là 2 bằng cái này. Thì 2 trên x cộng 2 các em lấy cái này chia x cộng 2 thôi. Nhân x thôi. Thì đầu tiên rút gọn x cộng 2 thì còn 1 trên x này. Và x trên x cộng 2 x mới x hết Thì còn 1 trên x cộng 2 Đấy tức là f'x bằng là 1 trên x Trừ đi 1 trên x cộng 2 Đấy Thế vậy tính xong đào hàm nhá Thế tiếp theo này Các em tính đảo hàm tại 1 cộng đảo hàm tại 2 cộng đảo hàm tổng vân đến 024 Thì đơn giản thôi vậy đặt cái này S F bằng F'1 Cộng F'2 Cộng vân vân cộng cái gì F phẩy của 2024 Nào thế là lượt kem thay 1, 2 Vân vân vào cái biểu thức F phẩy này là xong Nó chỉ bằng bao nhiêu này Đầu tiên em thay bằng 1 vào nhá Tức là 1 phần 1 Trừ đi 1 phần 3 Đấy thay 1 vào Cộng thay bằng 2 là 1 phần 2 Trừ 1 phần 4 Cộng 1 phần 3 Trừ 1 phần 6 Cộng 1 phần 4 Đấy, trừ đi 1 à, phần 1 trừ 1 3 là 2, 4 này 3, 5 nhé, đây 1 phần 5 1 3 trừ 1 phần 5 Cộng 1 phần 4 trừ 1 phần 6 Đấy, cộng Đấy, biết tiếp theo một bước, bước rồi nha Tức là 1 phần 5 Trừ 1 phần 7 Cách 2 đơn vị mà Đấy nha Cộng vân vân Đến trước cái này nó sẽ là

thì em sẽ thấy mất được những gì đi nha các em quan sát này nha đây 1 phần 3 hết này 1 phần 2 thì còn nguyên nha 1 phần 4 hết này 1 phần 5 hết này đã 1 phần 6 hết các em nha thế đây các em thấy là 1 trên 0, 24 mất này ở đây là vậy nó sẽ còn như sau này 1 trên 2022 1 phần trừ 1 phần 5 1 phần 5 Thế ở đây em thấy là Ở đây là 102 cũng mất này Và 1 trên 2,023 cũng mất nha Những cái giá trị này mất hết Đây chỉ còn 3 cái số hạng 4 số hạng sau đây em 1 này 1 phần 2 này âm 1 trên 2,025 này Trừ 1 trên 2,026 Đấy Những cái giá trị giữa này Nó triệt tiêu hết em nhé Nó triệt tiêu hết Thế này, cái này chỉ còn là Sau cái rút chỉ còn bao nhiêu này Bằng 1 này cộng 1 phần 2 này trừ 1 trên 2025 Thế <laughs> trừ 1 trên 2025 nha và cộng ở trừ đi 1 trên 2026 Đấy Tức là cái quá trình này Đấy các em thấy là nó có triệt tiêu theo cái cái cái, cái um, quy luật này nhá. Còn hai số hạng này 1 3 và hai số hạng cuối này. Thế thì em sẽ tính ngay được cái này sẽ bằng là 1 cộng 1 2 là 3 phần 2 chưa? Trừ đi 1 trên 2025 và trừ đi 1 trên 2026. Thì đương nhiên em thấy là 3 phần 2 trừ đi một cái số dương thì đương nhiên nó nhỏ hơn 3 phần 2 rồi. Đấy. Thế vậy đấy chính là nội dung ý thứ hai nhé. Đấy thì cái câu 4 này cũng khá cơ bản thôi. Các em theo dõi kỹ nhé. Thế theo câu 5 các em nhé. Câu năm là cho hình lăng trụ ABC A B C có diện tích tam giác ABC bằng 9A bình. Cái tam giác này ABC bằng 9A bình. Và biết khoảng cách giữa hai đường thẳng A B và BC bằng 2A với A dương. Tính theo A thể tích của khối lăng trụ. Thì em biết là thể tích khối lăng trụ này sẽ bằng diện tích đáy nhân chiều cao nhé. Và các em biết khi mà chia khối lăng trụ này thành ba khối chóp tam giác, thì nó sẽ bằng tổng thể tích của ba khối sau đây. tức là nó sẽ bằng v của a đỉnh a đáy là a phẩy b phẩy c phẩy cộng thể tích của khối đỉnh B phẩy này đấy là ABC phẩy và cộng thể tích của khối đỉnh C ABC phẩy và ba khối này bằng nhau các em nhé thể tích ba khối này bằng nhau tức là chia một khối lăng trụ tam giác thành ba khối tứ diện thì thể tích ba khối bằng nhau thế vậy để tính thể tích khối này các em chỉ cần tính một khối thôi đấy thế tính một khối một trong ba cái khối chóp tam giác này là xong thế dựa vào giả thiết này là khoảng cách giữa a phẩy b phẩy và bc phẩy bằng 2 a đây khoảng cách giữa hai đường thẳng này a phẩy b phẩy và bc phẩy người ta có khoảng cách giữa hai đường thẳng a phẩy b phẩy và BC phẩy Chính bằng khoảng cách giữa đường thẳng AB phẩy A phẩy B phẩy và cái mặt phẳng ABC phẩy vì cái mặt phẳng ABC phẩy này chứa đường thẳng B phẩy C phẩy và song song với lại cái đường thẳng này tại vì A phẩy B phẩy song song với AB mà thế vậy cái này chính bằng 2A mà các em biết là gì nhỉ? Thế đây khoảng cách giữa A phẩy, B phẩy và mặt phẳng ABC phẩy chính bằng khoảng cách từ B phẩy tới mặt phẳng ABC phẩy. Khoảng cách từ điểm B phẩy tới mặt phẳng ABC phẩy nha. Vậy các em biết biết khoảng cách từ B phẩy tới cái mặt phẳng này rồi. Mà cái diện tích tam giác ABC phẩy biết rồi, thế vậy tính suy ra ngay thể tích của khối. B phẩy A B C phẩy Đây là khối chóp Tam giác Đây là 1 phần 3 này Khoảng cách Từ điểm B phẩy Tới mặt phẳng A B C phẩy Nhân với diện tích của tam giác A B C phẩy Là 1 phần 3 Khoảng cách này sẽ bằng 2A Còn diện tích là 9A bình Đấy tức là sẽ bằng là 6A mũ 3 nhé Đấy tức là thể tích của khối chóp này bằng 6A mũ 3. Thế vậy thể tích khối lăng trụ nó sẽ bằng 3 phần thể tích khối này là xong. Đấy vậy suy ra V của ABC. A phẩy B phẩy C phẩy sẽ bằng 3 lần thể tích của khối. B phẩy ABC phẩy tức là 3 x 6A mũ 3 bằng 18A mũ 3. Đấy, kết quả là 18 3 các em nhé. Đấy, rất cơ bản thôi. Đấy, chính là nội dung câu 5 nhé. Tiếp theo thằng cái câu 6 các em nhé. Nội dung câu 6 là hỏi có bao nhiêu cách sắp 6 quyển sách khác nhau vào 3 ngăn tủ khác nhau sao cho mỗi ngăn tủ có ít nhất một quyển sách Đấy, mỗi ngăn tủ có ít nhất được cuốn sách. Biết mỗi ngăn tủ có thể chứa được từ 1 đến 6 quyển sách. Đấy. 6 cuốn sách khác nhau vào 3 ngăn tủ khác nhau sao cho mỗi ngăn tủ này có ít nhất 1. Đấy. Thì để làm bài này các em thấy em chỉ phân tích nhé, chia thành các trường hợp là xong thôi. Cái này 3 ngăn tủ đây nhá. Ngăn 1 này. Ngăn 2 này ngăn 3 Ngăn nào cũng có đúng không nhỉ? 6 quyển Thế em thấy thì chỉ có các trường sau xảy ra này Em xét các trường hợp nhé Ta có các trường hợp sau thỏa mãn Đấy, trường 1 là một ngăn có một quyển, một ngăn có hai quyển, một ngăn có ba quyển. Đấy, chiếc thứ hai tức là một một ba nhé, à một hai ba. Chiếc thứ hai là mỗi ngăn có hai quyển. Và chiếp thứ ba là hai ngăn có một quyển và một ngăn có bốn quyển. Đấy, chúng sẽ thấy là chỉ có ba triệu này thỏa mãn này nhé. Một ngăn có một quyển, một ngăn có hai quyển, một ngăn có ba quyển. Và triệu là mỗi ngăn có hai quyển. Và triệu thứ ba là một ngăn có bốn quyển, hai ngăn còn lại mỗi ngăn một quyển. Ngoài ra không có triệu nào thỏa mãn đâu các em nhé. Thế vậy triệu một này là một ngăn có một quyển, một ngăn có hai quyển và một ngăn có 3 quyển đây em thấy là chiều này xem xem sẽ có bao nhiêu trường hợp xảy ra các em nhá thì em thấy là đầu tiên là chọn một quyển sách vào ngăn thứ nhất đấy và suy ra có nha chọn một quyển xếp vào một ngăn thứ nhất này là C1 của 6. Trong 3 ngăn này thì ngăn nào xếp một quyển được thì là sẽ là nhân 3 các em nhé. Đấy. Tiếp theo sẽ còn hai ngăn. Đúng không Một ngăn phải chứa hai quyển. Đấy các em sẽ là chọn hai trong năm quyển. Xếp vào hai ngăn. Còn lại sẽ có hai cách. Đấy và chiều thứ ba là chỉ còn lại là ba quyển sách C3 ngăn thôi, chính là C3 của 3 đó. Đấy. Đây là chiều 1 thì kết quả bằng đây các em tính ra nhá. Tính kết quả này ra các em dùng máy tính bấm ra, C1 của 6 bằng 6, 6 x 5 18 này. C2 của nó bằng 10 là 180. 180 x 2 là 360. Đấy, sang chiếp 2 là mỗi ngăn có 2 quyển. Thế bây giờ số cách này. Thế việc đầu tiên các em cần chọn 2 trong 6 trước để xếp vào 3 ngăn, tức là C2 của 6. Xếp vào một trong 3 ngăn này thì có 3 cách. Tiếp theo là còn 4 quyển thì các em sẽ chọn 2 trong 4 quyển xếp vào 2 ngăn còn lại. Đấy chọn 2 trong 4 quyển là C2 của 4. Xếp vào hai ngăn thì có hai cách. Và chiều cuối cùng là chỉ còn là hai quyển xếp vào một ngăn thôi, đương nhiên là C2 của 2 nhân 1. Đấy vậy các em sẽ tính được chiều này ra. Mỗi ngăn chia hai quyển, cái kết quả sẽ được 270 các em nhé. Đấy, và chiều 3 một hai ngăn có một quyển, một ngăn có bốn quyển. ngăn còn lại có bốn quyển. Đây thì các em thấy là gì? Thế việc đầu tiên này chúng ta sẽ chọn một quyển trong 6 quyển để xếp vào một ngăn. Là có trên 1 của 6 nhân 3. Tiếp theo, chọn một quyển trong 5 quyển xếp vào hai ngăn còn lại tức là C1 của 5 nhân 2 và còn bốn quyển còn lại xếp cả bốn quyển vào một ngăn là C4 của 4 nhân 1 thì tính chiệp này ra các em thấy được là 90. Đấy vậy thì các em thấy chỉ có 3 chiệp này thỏa mãn thôi. Thế vậy theo quy tắc cộng này. 360 cộng với lại 270 và cộng 90 là bằng 720 cách các em nhé. Đấy, câu 6 cũng khá cơ bản thôi. em chỉ cần chia làm 3 trường này là xong. Ngoài ra không có 3 trường nào khác đâu các em nhé. Không có trường nào khác nữa. Đấy là câu 6. Thế em chú ý là xem video thấy hay ý nghĩa này. Các em có nhu cầu hãy đăng ký nhé. Khóa ôn học sinh giỏi. 10, 11 và 12. Đấy, các em liên hệ cho thầy qua cái cái số Zalo này. Các em nhớ là bởi vì là cái chúng ta thi học sinh giỏi là tháng 12 đến tháng 1 là thi rồi, cho nên là các em đăng ký vào thầy học sớm. Thầy khai giảng từ trong hè các em nhé. Các em sẽ học sớm để để khi mà thi là học được tầm 5 6 tháng này là chúng ta sẽ gần như là học hết được tất cả nội dung các chuyên đề và khi đó chúng ta làm bài sẽ rất tốt nhé Thế còn các em đăng ký muộn thì dẫn đến là cái việc uh, ôn tập của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng về thời gian Đấy các em chú ý nhé Hãy nhắn tin cho thầy theo số này Hoặc là nhắn tin qua cái Messenger là Facebook Trường Giang các em nhé Để dùng câu 6 Tiếp theo là câu 7 em nhớ là cái khóa ôn của thầy cái khóa ôn học sinh giỏi này khi mà thi xong các em nhớ nhé thi xong thì chúng ta vẫn sẽ học tiếp các cái chuyên đề vận dụng vận dụng cao để mục đích để thi tốt nghiệp này thi đánh giá năng lực này đánh giá tư duy này đấy tức là cái khóa ôn học sinh giỏi này với khóa vận dụng vận dụng cao ấy gần như nó là một thôi em nhé đấy mục được 3 mục đích chứ không phải riêng ôn học sinh giỏi xong là thầy dừng đâu nhá thầy sẽ theo các em đến mà khi mà thi tốt nghiệp ấy nhá đến cuối năm sau ấy cho nên các em yên tâm thời gian học rất dài và nội dung thì là mục tiêu nó là 8 cộng tám cộng chín cộng các em nhá môn toán khóa này rất phù hợp các em nhá tiếp theo câu 7 nào là chứng minh cn của 2 n là số chẵn tức là tổ hợp chập n của 2 n là số chẵn với mọi số nguyên dương n đấy thì đối với cái bài này thì em thấy là khi mà gặp cái chiệp như này ấy, thì tốt nhất là các em sẽ làm theo cái phương pháp quy nạp đây nhá phương pháp quy nạp toán học đấy chứng minh mệnh đề đúng với mọi số tự nhiên thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp quy nạp toán học là giải quyết đơn giản nhất bởi vì là trong cái, 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 chỗ cái tổ hợp chập n của 2n ấy thì em việc cái việc phân tích nó rất khó khăn. Cho nên là chúng ta sẽ làm theo phương pháp quy nạp này nó sẽ gọn nhất nha. Đấy là à, hướng làm. Thế mới là để chứng à, minh một cái mệnh đề đúng với mọi số tự nhiên n theo phương pháp quy nạp toán học ấy. Thì chúng ta chú ý là các bước nha. Bước đầu tiên, là cần chứng minh là cần kiểm tra mệnh đề đúng với n một đấy. đấy bước một là với n bằng một tức là để chứng minh cái này là số chẵn nhá là số chẵn có nghĩa là chia cho hai đấy cái bước một là ta với n bằng một đấy thì em thấy là uh, suy ra là tổ hợp chập một của hai sẽ bằng là hai dây thừa trên một dây thừa nhân 1 giai thừa là bằng 2 thì chia cho 2 nhá đấy thế vậy là suy ra là gì mệnh đề đúng với n bằng một đấy Đấy, bước 2 là giả thiết quy nạp. Là giả thiết ấy giả sử ấy mệnh đề đúng với n bằng k đúng với số tự nhiên n bằng k tức là Ck của 2k tức là tổ hợp chập k của 2k là bằng đây là 2k tất cả giai thừa Đấy, chia k giai thừa nhân với lại k giai thừa tức là ck của n bằng n giai thừa này trên k giai thừa nhân n trừ k giai thừa nhắc cái này là chia cho hai đấy thì ta phải chứng minh người ta cần chứng minh mệnh đề đúng với n bằng k cộng một Đấy, tức là chứng minh như sau đây. Là CK cộng 1 của 2 lần K cộng 1 chia cho 2. Đấy, tức là cần chứng minh cái điều này. Với giả thiết quy nạp bên trên này. Đấy, chứng minh cái này chia cho 2. Với giả thiết này nhé. Cái này chính gọi là giả thiết quy nạp này. Đây chúng ta sẽ phải sử dụng cái giả thiết để chứng minh điều này. Đây về vậy là theo giả thiết tuy này quy nạp đây. Người ta có Đây thì CK cộng 1 của 2 lần K cộng 1 Thế bằng gì đây? Tức là 2K cộng 1 tức là 2K cộng 2 ấy. Tất cả dây thừa đúng không nhỉ? Chia gì? K cộng 1 dây thừa Thế mới lại K cộng 1 dây thừa Thì chúng ta phân tích để áp dụng cái giả thiết quy nạp này này Đấy, phân tích để giả áp dụng cái giả thiết quy nạp này nha Thế vậy cái này nó chính bằng như sau Tôi sẽ tách ra Tức là 2K cộng 2 nó sẽ bằng 2K cộng 2 này nhân với lại là 2k cộng 1 Đấy, nhân với lại 2k tất cả giai thừa chia k cộng 1 giai thừa chúng ta tách thành k cộng 1 nhân với lại k giai thừa và nhân với lại là k cộng 1 nhân với lại k giai thừa Đấy tách ra dùng quy nạp đây nhá. Các em thấy là tách cái này ra 2k giai thừa trên K dài thừa nhân K dài thừa. Đây 2K tất cả dài thừa này. Kia K dài thừa nhân với lại K dài thừa. Nhân bên trong này xếp biểu thức bên trong này sẽ còn là 2K cộng 1 nhân với lại là 2K cộng 1. Mẫu chỗ này là K cộng 1 bình Đây chúng ta rút gọn K cộng 1 đi nha Nó sẽ bằng là 2K tất cả dây thừa Chia K dây thừa nhân với lại K dây thừa Đấy Nhân mẹ là 2 lần 2K cộng 1 Chia K cộng 1 Đến đây chúng ta cần phải chỉ ra cái này chết cho hai là được nhé. Đấy. Thì đây các em thấy ngay này. Thế đây để chỉ cái này nó là số chẵn ấy thì các em cần chú ý nha. Ở trong này này các em chú ý, đây cần cái chú ý chỗ này này. Cần nhất chú ý chỗ này rồi. Đây chúng ta biết là gì? Rõ ràng là hai k giai thừa trên k giai thừa nhân k giai thừa là một số nguyên rồi. Đây là số chẵn nhá nhưng mà trong này các em chú ý này. Trong tích này này. Đây trong tích này các em chú ý nha. Ở đây ý, thì là hai ca giai thừa nó sẽ chứa cái ca cộng 1 nha. Nó chứa cái số này. Đúng không nhỉ? Trong cái này chứa số K cộng 1. Mà k cộng 1 lại không chết cho k Nó không chết cho số nào Ở đây này Cái k cộng 1 ý Trong này có k cộng 1 thì trong cái k cộng một này nó sẽ rút gọn được với k cộng một này này đấy nó rút gọn đây nha tức là trong cái k cộng một ấy nó rút gọn với k cộng một đây bởi vì chúng ta có biết là cái này số này chia cho hai nhưng mà số này này hai k cộng một trên k cộng một ấy là đương nhiên không phải cái số này chưa chắc đã là số tự nhiên đâu nhá tức là hai nhân hai k cộng một chia k cộng một chưa chắc đã là số nguyên đâu Đấy. Thế vậy cái này nó chính bằng này. Là 2 Nhân mẹ là Ở trong cái em chú ý là trong cái tích 2K dài thừa này Nó chứa K cộng 1 nha Đấy Thì bên ngoài đương nhiên cái chỗ này có số 2 rồi Đấy vậy bằng 2 nhân mới là gì? 2K Giai thừa Trên K giai thừa Nhân K giai thừa Nhân mẹ là 2K cộng 1 Đấy, trên k cộng 1 là số chẵn. Đấy vì sao? Vì cái K cộng 1 này này Có số K cộng 1 Đấy sẽ rút gọn Cho cái số K cộng 1 này Ở dưới mẫu nha Đấy có số k cộng 1 tức là tích từ 1 đến 2k các em nhé nhưng nó có cái số k cộng 1 trong này mà đương nhiên cái k cộng 1 này là nó không chết cho K là không chết cho ca nha nó chỉ cái triệt này ấy, nó chỉ chết cho các số tích từ 1 đến K thôi thế cho nên là đương nhiên là cái này nó trong cái hai k giải thừa này có K cộng một thì rút gọn cho K cộng một thì đương nhiên đây là một cái số tự nhiên rồi cái số này là số tự nhiên nhá à, đây là một số tự nhiên và nhân với hai nữa đây đương nhiên là số chẵn thôi đấy thế vậy theo thể quy nạp thế tế suy ra là c của gì đây k cộng 1. thế suy ra là c k cộng một của hai lần k cộng một là chia cho hai đấy thế vậy chúng ta đã được chứng minh được là mệnh đề này đúng với n một k cộng một vậy theo giả thiết quy nạp Đấy, theo giả thuyết quy nạp thì suy ra CN của 2N là chia cho 2 với mọi N là số tự nhiên khác không. Đấy chứ nội dung câu 7 các em nhé. Đấy chứ nội dung câu 7. Hoặc là đơn giản đến cái bước này các em thấy ngay như sau này. Cái số này là chia cho 2 rồi. Theo giả thuyết quy nạp đấy nha. Cái này chia cho 2 này. Thì nó nhân với một số nữa. Đấy cái này chia cho 2 rồi. Nhân với một số nữa Nhưng em chú ý là cái số này ấy, Chưa chắc nó đã là cái số tự nhiên đâu nhé Cái này Ví dụ như là K bằng 2 Tức là K chắn này K chắn thì nó lẻ Nhưng mà trường 2K 1 Thì chưa chắc nó là đã, đã chiết 2K cộng 1 nhân 2 ấy, Chưa chắc đã chiết cho K cộng 1 đâu Đấy chứ Phân tích về trường này Trong cái này có tích cái K cộng 1 rút gọn được cho cái này cho nên là đương nhiên là cái bậc tích 2 nhân ngoài nữa. Thế là đương nhiên số này là số chẵn. Số chẵn thì đương nhiên chết cho 2. Đấy thế vậy là cái câu 7 được được chứng minh bằng phương pháp quy nạp toán học các em nhé. Tiếp theo câu 8 các em nhé. Câu 8 là giải hệ phương trình. Thì câu này cũng khá cơ bản các em nhé. Giải phương trình là x mũ 3 chứ y mũ 3 chứ đi 3 nhân 2x bình chứ y bình cộng 2y cộng 15x chứ 10 bằng 0. Và phương trình 2 đây. Em gọi phương trình 1 nhé. Phương trình 2 đây. Giải hệ này thì các em chú ý là nguyên tắc để giải hệ phương trình ấy thì một là các em từ một trong hai phương trình các em biểu diễn x qua y hoặc y qua x thế vào phương trình còn lại. Nếu không rút được thì chúng ta nghĩ đến trường hợp là kết hợp hai phương trình nhá. Như đây các em thấy là quan sát phương trình một này gần như cái dạng này là chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là đưa về hàm đặc trưng ấy nhá. Hàm đặc trưng ấy. Đấy thì chúng ta quan trọng cái này chúng ta làm nhiều ấy thì chúng ta sẽ phân tích được ngay thôi đưa về hàm đặc trưng thôi thì phần này thì trong khóa học của thầy thì được trình bày cái dạng này rất rõ đầy đủ các em nhé có video riêng hẳn chuyên đề cái phần này thế cho nên là học khóa học của thầy nó sẽ các em thấy đấy là được tiếp cận rất đầy đủ với những dạng này thì cơ câu này xử lý rất đơn giản các em nhé đây thì các em sẽ phân tích là đưa về hàm đặc trưng thì các em để x để một cái biểu thức theo x một biểu thức theo y riêng nhá Phương trình 1, đầu tiên điều kiện trước này. 2 x lớn bằng 0 thì x nhỏ hơn bằng 2. Căn bậc 2 của x cộng y 1 thì là x cộng y phải lớn bằng 1. Đây là điều kiện nha. Vậy khai thác phương trình 1 tương đương x mũ 3 này. Đây trừ đi 3. Nhân 2x bình. Đấy cộng 15x. đến y nhá. Đây chúng chuyển uh, cái y sang vế phải đi. X để một vế, y để một vế, đây bằng đây. chứ qua 3 chuyển sang thành y mũ 3. Đây là trừ 3 à cộng 3 bình chuyển thành anh trừ 3 y bình. Đấy. Trừ 6 y chuyển sang thành cộng 6 y. Đấy số chuyển 10 sang uh, thành cộng 10. Đây sau chúng ta thêm bớt sau nhé. Thì đương nhiên chỗ này này. Bắt buộc là x mũ 3 trừ 3 x bình này này. Trừ 3 x 2 x bình ấy. Thì các em đưa về dạng là x trừ 2 tất cả mũ 3 đấy. X mũ 3 phải để nguyên rồi. Và cái chỗ x bình này nó phải nằm trong x, trong cái, cái, cái bậc 3 ấy. Tức là x mũ 3. Tức là các em thấy là x trừ 2. Tất cả mũ 3 bằng bao nhiêu nhỉ? X mũ 3 này. Trừ đi 3. A bình B. Tức là trừ đi 3. X bình nhân 2 cộng 3 AB bình tức là cộng 12x và trừ đi mũ 3 tức là trừ 8. Đấy. Thế là y mũ 3 trừ 3 I bình thì em viết thành y trừ 1 này. Tất cả mũ 3 này. Thế được là y mũ 3 này. Trừ 3 y bình. Đấy cộng 3 y. Trừ 1. Đấy. Thế vậy em thấy là ở đây rõ ràng là có 15x ấy, thì các em phải thêm vào. Nó sẽ dư sẽ còn đây là cộng 3x này. 6 y nó còn thiếu 3i nhá. Đấy, tức là thêm 3 lần nữa vậy cái này tương đương em nhá. Là x mũ 3 x trừ 2 tất cả mũ 3 cộng 3x 3 lần x trừ 2. Đấy thêm bớt về là được nó sẽ đủ 15x nha. Thì đây em thấy là 32 là trừ 6 này em cộng 6 vào. Bằng y trừ 1 mũ 3 cộng 3 lần y 1 bởi vì là ở đây 3y mà đây 6y là 3y mà. Thế đây là em thấy là ở đây có nghĩa là chúng ta đã trừ đi 4 rồi. Đúng không nhỉ? Trừ 4 thì cộng 4 vào nữa. Thế là trừ 1 mũ 3 mà. Trừ 1 mà, trừ 1 mới là trừ 3, trừ 4 thì cộng 4 tức là cộng 14. À đây là quên. Cái chỗ này là thiếu 8 nha. Tức là ở đây là trừ 8 này trừ 8 trừ 6 là trừ 14 thì phải cộng 14 đây cái này là 14 nhé đấy thì cái này cũng là cộng 14 luôn trừ 2 à, trừ 1 với trừ 3 là trừ 4 thì cộng 4 là 10 cộng 4 là 14 thế này chúng ta thấy rút gọn là ngay 14 chưa hay cái này chính là tương đương là gì nhỉ x trừ 2 tất cả mũ 3 cộng với là 3 lần x trừ 2 bằng y trừ 1 tất cả mũ 3 cộng 3 lần y chừng 1. Thế này các em chỉ xét hàm số thôi. Xét hàm số hàm đặc trưng FT ấy. Đấy. Tức là xét hàm số này. FT nó bằng là T mũ 3 cộng 3T. Đấy. Thì suy ra F phải T. Nó bằng là 3T bình cộng 3 lớn không với mọi t vậy suy ra hàm số đồng biến đấy thế về phương trình 1 có ra là f của x 2 bằng f của y 1 thế điều này tương đương hay suy ra là x 2 phải bằng y 1 hay suy ra là x bằng y cộng 1 đấy Đấy, dùng hàm đặc trưng em sẽ tìm biểu diễn x bằng y cộng 1 rồi. Thì các em thế vào phương trình 2 thôi. Thế phương trình 2 nhá. Hoặc các em x, x bằng y cộng y trừ 1 hoặc các em rút y. Bởi vì là nếu mà thế x theo y thì nó lại được cái phương trình phức tạp. Hoặc cái này chính là suy ra là y bằng gì? x trừ 1. Đấy rồi thế vào 2. Đấy các em giải phương trình 2 xong, thế vào 2 đây ta được đây. x bình cộng cái này là căn bậc 2 của y bằng x 1 này thì là x cộng x là 2x 2 chưa bằng căn bậc 2 của 2 chữ x đấy thế để giải cái phương trình này thì các em phải có điều kiện nha đây từ đây đến đây giải điều kiện rồi đây cái này điều kiện này Đương nhiên là x phải nhón bằng 2 rồi và x lớn bằng 1. 2x 2 phải lớn bằng 0 các em nha. Tức là 1 nhón bằng x. Nhón bằng 2. Thế là để giải phương trình này các em nhầm cái được nghiệm bên này. Nhầm cái định nghiệm x bằng 1 chưa? Đấy không có giải phương trình này các em thấy là bình phương thẳng lên không được nhá. Chuyển căn này sang bên này bình phương không được. Như đây các em đã nhầm được nghiệm ngay rồi. Chỗ này các em thấy ngay này. Nhầm được nghiệm. x bằng mấy nhỉ? x bằng 1 đấy. Đấy, nhỉ, nghĩa x bằng 1 thì các em thấy là chúng ta sẽ một là phân tích đưa về hàng đẳng thức để trục căn thức. Đấy nhá. Đây qua trục căn thức đi nha. Chờ vào cho trục căn thức đi. Trục căn thức ở hai biểu thức này này. Hỏi bằng 1 đây các em để để bằng 1 đây. Tức là cái này tương đương này. Ta được phương trình này, cái này tương đương nha. X bình thì các em thêm 1 bớt 1 thôi, x bình trừ 1 cộng với là căn 2. Thế với căn bậc 2 của x 1 bằng căn bậc 2 của 2 x trừ 1. Đấy, thêm mất 1 ấy. Tương đương là x trừ 1 nhân x cộng 1 cộng với là căn 2 nhân căn bậc 2 của x 1. Đấy chỗ này các em chụp căn thức đi. A chỉ B nha cộng B, nó sẽ A bình trừ B bình tức là còn 1 chữ x này chia căn bậc 2 của 2 chữ x cộng 1. Đấy các em chuyển vế sang thôi. Chuyển vế sang lần như thế chung là xong. Chuyển vế sang nha. Đây chuyển vế sang chúng ta sẽ được là x chỉ một chung này, nhưng có căn này đây. Thì trong ngoặc này nó sẽ còn là căn x chỉ 1 nhân với là x cộng 1 Đấy đặt cái căn x chỉ 1 chung mà cộng căn 2 Cái này chuyển sang là x có sẽ còn là chuyển sang là x chỉ 1 đúng không? Đấy chuyển sang x chỉ 1 nó dấu cộng rồi Thế này chính là cộng với lại căn bậc 2 của x cộng 1 à, x chỉ 1 chia căn bậc 2 của 2 chữ x cộng 1 bằng 0 Đây các em thấy là như thế nào Với x lớn bằng 1 ấy, Thì cái biểu thức này đương nhiên lớn 0 rồi nha Cái này lớn bằng cái này lớn 0 hẳn Đúng Cái này bằng 0 như vậy chỉ có mỗi x bằng 1 thôi Đấy, Cái này bằng 0 này tương đương này X bằng 1 Và gì Căn x 1 Nhân với lại là x cộng 1 Cộng căn 2 Cộng căn 2 cộng với lại là căn của x trừ 1 chia căn bậc 2 của 2 x cộng 1. Cái này luôn dương rồi, bằng 0 là vô nghiệm nha. Bởi vì cái này luôn dương khí x lớn hơn bằng 1. Đấy. Thế bài tế suy ra phương trình chỉ có nghiệm duy nhất là x bằng 1 thôi. Đấy bài tế suy ra tương đương là x bằng 1. Đấy bằng 1 thì các em thế vào đây, rút ra y đó. Y bằng 1 thì y bằng gì? 1 trừ 1 bằng 0. X trừ 1 mà, tức là 1 trừ 1 là bằng 0. Thế vậy hệ này có nghiệm duy nhất là x bằng 1, y bằng 0. Đây xưa ra là hệ có nghiệm duy nhất là x bằng 1, y bằng 0. Đấy, đấy chạy cô 8 các em nhé. Cái này khá cơ bản đấy các em nhé. Cái này khá cơ bản thôi. Đến cái phương trình này cũng cũng dễ này. Phương trình x bình cộng này này. Các em thấy là chúng ta nhầm được nghiệm đấy không nhầm được nghiệm thì giải quyết cái phương trình đấy cũng hơi khó khăn một chút đấy các em nhá đây này cái phương trình này các em nhầm được nghiệm với vòng một đấy trên nội dung câu 8 đấy các em nhá tiếp theo câu 9 các em nhá câu 9 là một câu về tìm giá trị lớn nhất của, biểu thức nhiều biến tức là cho ba số thực dương a b c thỏa mãn là a cộng b cộng c bằng ba tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. P bằng A mũ 3 cộng 2 nhân B mũ 3 cộng 2 nhân C mũ 3 cộng 2. Thì các em thấy là đối với cái bài toán này ấy, thì nếu dùng bằng thức cosi thì các em thấy ngay như sau này. Chỗ này các em thấy ngay nhé. A mũ 3 cộng 2 thì các em viết thành A mũ 3 này cộng 1 cộng 1 thì lớn bằng gì? 3 căn bậc 3 của A mũ 3 đấy là bằng 3A đấy. Đấy. B mũ 3 cộng 2 cũng thế. Đấy. Thì lớn bằng 3B. Rồi C mũ 3 cộng 2. Luôn lớn bằng gì? 3C. Đấy. Vậy em thấy là tí trước ra Tích 3 cái này này. Thì P luôn lớn bằng gì? 3 lần A nhân 3B. nhân 3C tức là bằng 27 ABC Thế các em thấy là cái dấu bằng xảy ra ở đây khi mà A bằng 1, B bằng 1, C bằng 1 tức là dấu bằng xảy ra này khi và chỉ khi là A bằng B bằng C bằng 1 luôn Thế vậy các em thấy tìm cái được min của nó bằng 27 đấy Đây cái này thấy cái này luôn lớn bằng 27 này khi A bằng B bằng C bằng 1. anh em làm này các em thấy là đối chiều này thì các em thấy là ở đây là P lớn bằng số này. Đây chính là cái chiều này nó thỏa mãn điều kiện này luôn nhé. A cộng B cộng C bằng 3 tức là A bằng 1, B bằng 1, C bằng 1. Thế nhưng vấn đề là tích của ba số này nhỏ nhất này P nhỏ nhất khi mà đồng thời ba số này nhỏ nhất thì em thấy là P lớn bằng 27 luôn nhé. Đây dấu bằng muốn dấu bằng xảy ra đây thì đồng thời ba cái này dấu bằng xảy ra. Tức là A bằng B bằng C bằng 1. Anh vấn đề các em đây là chú ý là cái tích của ba số này này. Nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Khi tổng nó bằng 3 ấy. Đấy, vấn đề chỗ đấy thì chỗ này em thấy là làm theo cách này thì chưa chắc chắn được không nhá. Đấy nếu mà trắc nghiệm em biết ngay là cái này là 27 rồi. Nhưng vấn đề là còn cái còn cái chỗ tích như này. Đấy. Nhưng để có cái này này thì A bằng 1 rồi. B bằng 1. C bằng 1, tức là P luôn lớn bằng 27. Đấy như đây thầy muốn trình bày cho em một cái cách khác anh nhá. Cách khác này thì làm nó sẽ logic và rõ ràng hơn. Này. Tức là biểu thức B này đây, A mũ 3 cộng 2, B mũ 3 cộng 2 và C mũ 3 cộng 2. Thì chúng ta sẽ đặt này. Các em lấy NPA của hai p lên. Ta có đây. NPA của P. Nó sẽ bằng NPA của gì? A mũ 3 cộng 2. Nhân mê là B mũ 3 cộng 2. Nhân mê C mũ 3 cộng 2. Nên bây giờ mới thích bằng tổng các nơi các em nhé, chính là nê của, tức là bằng, NEPA của A mũ 3 cộng 2 Cộng NEPA của B mũ 3 cộng 2 Và cộng NEPA của C mũ 3 cộng 2 Đấy Thì đến biểu thức này các em phải chú ý như sau đây <laughs> Dự đoán là Cái biểu thức này Nhỏ nhất Bằng 27 khi A bằng B bằng C bằng 1 Thì ta sẽ chứng minh này người ta chứng minh là nepe của a mũ 3 cộng 2 sẽ luôn lớn bằng a cộng nepe của 3. Đấy và trừ 1. Đấy cho chứng minh cái công thức này nha. Cái này thì các em thấy là chú ý là nó hơi Các em sẽ thắc mắc một chút là tại sao chứng minh được cái cái bảng thức này. Đây là chú ý các em nha. Với A lớn 0 thì ta có bằng thức này. Thì để chứng minh cái này thì các em chú ý sau này. Để chứng minh cái này các em đặt xét hàm số này. FA bằng NP của A mũ 3 cộng 2 trừ A Đấy, cộng trừ NP3 cộng 1. Thì các em tính đạo hàm ra. F phải A NPAU là U đạo hàm trên U tức là 3 bình trên A mũ 3 cộng 2 Đấy. Trừ 1 Quy đồng lên các em nhé là 3 bình trừ đi A mũ 3 Trừ 2 Trên A mũ 3 cộng 2 Đấy, về F phải A bằng 0 Các em nhé, F phải A bằng 0 thì tương đương là a mũ 3 này trừ đi 3a bình cộng 2 bằng 0 thì em sẽ nhầm được nghiệm này a bằng 1 nha phân tích thành bậc 2 nữa thì có hai nghiệm nữa là a bằng 1 cộng trừ căn 3 Đấy, ba nghiệm này thì em thấy là chúng ta sẽ loại cái nghiệm mà một chữ căn 3 nó âm nhá. Thế thì anh em chưa cái bảng bên thiên. Đây là bảng bên thiên nhá. Nói tiếp là A này. A là từ 0 trở đi mà, 0 này. Không A sẽ nằm trong khoảng 03. Đấy. 1 này. Nghiệm 1 này, nghiệm 1 cộng căn 3 này. Và 3. Đấy, nghiệm tới đây. Hai nghiệm này. Các em thấy là hệ số của A3 là âm, cho nên là nghiệm lớn nhất thì nó âm đây. Qua tức là khoảng lớn nhất. Tức là từ 1 cộng căn 3 cho vô cùng nó âm, cái này dương này. Âm này. Đấy các em điền cái bảng à, mũi tên vào. Nghịch biến đi xuống đồng biến đi lên và nghịch biến đi xuống thế các em sẽ tính như sau này khi a mà gần số không ấy nha mà gần không thì kết quả của nó nha cái tính nha cũng được mà a bằng không thì nó là np 2 cộng p 3 chỉ một đấy nhưng em cần xem cái giá trị nhỏ nhất chỗ này này quan quan trọng chỗ này, này nha đây quan trọng chỗ này thôi là cái nhỏ nhất này bao nhiêu này Đấy. Thì khi mà A bằng 1 A bằng 1 Thì là nê P3 trừ nê P3 bằng 0 1 chỉ 1 Hết bằng 0 Đây cái này số 0 nha Khi A bằng 1 cộng căn 3 Thì nó tính nha cái vấn đề ở đây các em chỉ tính giá trị nhỏ nhất đây mà tại 3 nào Chỗ này không cần tính nhá Chỗ này không cần tính đâu Vấn đề các em xem là Bởi vì cái này luôn lớn bằng cái biểu thức này mà Thì các em chỉ cần tìm min nó bằng không là xong thôi Đây tại 3 thay vào Thì nó chính là NPA của 29 Thế A à, 3, 3 3 3 là 27 Cộng 2 là 29 nha Tức là NPA của 29 Trừ đi 3 Hay trừ NPA 3 Cộng A à, trừ 2 Đấy, khi phòng 3 thì x bằng này, à y bằng này. Thì các em sẽ thể kiểm tra ngay này. NPS của 29 trừ NPS 3 trừ 2 ấy. thì số này là lớn 0 nhé. Đấy, số này dương nha Thì vậy giá trị nhỏ nhất của cái hàm số này trên khoảng 0,3 là bằng 0. Tại A bằng 1. Đấy, vậy tìm suy ra này. Min của FA bằng 0 trên cái khoảng 0 đến gì? Đến 3. Khi A bằng gì? Bằng 1. Đấy. Thế từ đây có nghĩa là gì? FA chưa? Luôn lớn bằng gì nhỉ? Bằng 0. Với mọi A thuộc khoảng 0, 3. Đấy. Thế vậy từ đây em sẽ thấy ngay là gì? Em lớn bằng 0 thì có nghĩa là tới suy ra ngay là gì nhỉ? Là NPA của A mũ 3 cộng 2. lớn bằng A cộng p 3 trừ 1. Đấy và dấu bằng xảy ra khi A bằng 1. Đấy. Thế tương tự kép sẽ có ngay thôi. Tổng cái này này. NPA của B mũ 3 cộng 2 luôn lớn bằng B cộng p 3 trừ 1. Đấy. Thế vậy tế suy ra. NPA của P ln(pep) nhá. bằng là ln(pe của a mũ 3 cộng 2 cộng ln(pe của b mũ 3 cộng 2 và cộng ln(pe của c mũ 3 cộng 2 luôn lớn bằng đây là a cộng ln(a mũ 3 cộng 1 à 1 cộng b cộng np3 1 và cộng c cộng np3 trừ 1 cái này chính bằng nhá. A cộng B cộng C cộng 3 là hết luôn. Thì một hết thế phải chính bằng gì? 3 nên của 3 thôi. Đấy, thế vậy nên -P của P luôn lớn bằng 3 nên của 3. Đấy, vậy thì suy ra là gì? Napier của P lớn bằng Npe của 3 mũ 3. Là bằng 27 đấy. Vậy suy ra là P lớn bằng 27. Dấu bằng xảy ra khi mà A bằng B bằng C bằng 1. Đấy. Dấu bằng. Khi mà khi là A bằng B bằng C bằng 1. Đấy, em nhá đây là chính là nội dung của câu 9 đấy đây theo cái trường như biến đổi bên trên này em ơi em sẽ thấy nó, nó chưa chắc chắn nghe đâu nếu mà cho biểu thức này luôn thì nó lại quá đơn giản đúng không nhỉ một biểu thức này lại quá đơn giản tức là ở đây em thấy chú ý là nê của tức là p ấy, cái mà chỉ ra nó luôn lớn bằng hàng số luôn đấy mới được nhá dấu bằng xảy ra đồng thời ở ba cái này là A bằng B bằng C bằng 1 Thì là A cộng B cộng C bằng 3 Thế nhưng tốt nhất là các em làm theo hướng bên này nhé Đấy thì là Đây là nội dung câu 9 Tiếp theo câu 10 các em nhé Câu 10 là bài toán gọi là cho hàm số F Đi thì tập sở hữu tỷ quy đến sở hữu tỷ quy Thỏa mãn điều kiện là F của F2A cộng FB bằng 2A cộng B với mọi số hữu tỷ AB. Ký hiệu tập hợp các số hữu tỷ là Q. Chứng minh F là hàm lẻ. Đây, chứng minh F là hàm lẻ. Đấy, tức là mục đích là từ cái giả thiết cho này. Đấy nha, tức là từ cái giả thiết này các em chú ý nhá. Đấy, ta phải suy ra cái này rồi này. Ta phải chứng minh. là f của trừ x bằng f x Đấy, với mọi x thuộc quy hàm lẻ là như thế này thôi f của trừ alpha bằng à, f của trừ chữ... f của trừ x bằng trừ f x em nhé nên là trừ f x đấy từ giả thiết em mà phải chú ý ra cái điều này là được rồi Và đấy mục đích là đến đây thế vậy để làm được cái um, câu này thì em chú ý như sau nha Thế làm câu này thì các em phải chú ý là dựa vào cái giả thiết này này. Các em thay AB. Đấy, tức là chọn các giá trị AB thay vào mục đích là chúng ta cuối cùng phải suy ra là F x bằng Fx. Thì đối với cái, cái trường hợp đầu tiên này, F 2A, F của F 2A bằng 2A này, thì các em thay 2 bằng A. Tức là theo giả thiết nhá. Đây các em chịu cái này là 1 nhá. Đây. Là F của F 2A cộng FB bằng 2A cộng B. Kiểu này là 1. Trong biểu thức 1 này, em thay 2A bằng A. Đấy. Thì ta được F của gì đây? FA cộng FB thì thay A bằng A mà Thì bằng gì? A cộng B Đấy tức là F của FA cộng FB Bằng A cộng B Với mọi, cái điều xảy ra là với mọi AB thuộc Q Đấy Tức là chúng ta sẽ có cái, cái giả thiết này này Có thêm cái giả thiết này nha Tức là F của FA cộng FB bằng a cộng b thế thì em suy ra này do f của f a cộng f b bằng a cộng b thì suy ra cái biểu thức f này hàm số f ấy f là toàn ánh đấy tức là với mỗi F này thì bây giờ ông có giá trị của A cộng B Đấy F là toàn ánh nhá Đơn ánh có nghĩa là A khác B thì F A nó khác F B Xong ánh là một một Đấy toàn ánh là gì Mỗi tạo ảnh ấy Bao giờ cũng có Mỗi ảnh bao giờ cũng tạo ảnh Đấy hàm số F là toàn ánh Thế bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đặt như sau đây P của AB là mệnh đề này. F của FA cộng FB bằng A cộng B. Đặt nghe là hai, em nhá. Đặt P này là mệnh đề. Thì em đầu tiên em sẽ thay A bằng chữ A nào thì ta có đây của a và trừ a. Đấy em chọn các giá trị a, b phù hợp thôi. Tức là ở đây pab là cái này. Em thay b bằng trừ a nhé. Thì thay góp p của a và trừ a thì suy ra là f của gì đây? Fa cộng với f trừ a. Tức thay b bằng trừ a nhé, bằng a trừ a là bằng không. Đấy tức là FA cộng với lại F chỉ A là bằng 0 Với mọi A thuộc Q Tức là vấn đề các em chọn cái cặp AB thế nào nó phù hợp thôi Đấy thì các em thấy là ở đây là F của FA cộng F chỉ A bằng 0 Thế thì các em sẽ đặt D bằng F0 Đặt tiếp theo đặt này D bằng F0 Thì các em suy ra Tiếp theo các em tính cái P tại 00 này ta có là P00 Nó từ như sau nha Tức là F của gì F0 Cộng F0 Đúng không? Là chính bằng 0 cộng 0 chưa Là bằng 0 nha Đấy đặt D bằng F0 thì có nghĩa là FD bằng 0 thôi Đấy thế suy ra là gì D bằng F0 nha thì là f của 2d bằng 0. Đây f0 bằng d mà, d cộng d tức là f của 2d bằng 0. Đấy, f của 2d bằng 0. Thì tiếp theo này, kem sẽ lại tính giá trị thay b bằng 2d vào. Đấy. Ta có p của 2d này. 2d chính bằng f của gì đây? F2D. Đây các em thấy tức là thay AB bằng 2D ấy. Đây tức là chính là F của gì đây? F2D cộng F của F2D. Đấy chính bằng gì? F0. Đấy nhá. Thì các em biết là thay AB bằng 2D nhá. Thì đương nhiên là điều gì? AB tức là trường này là A bằng 2D, B bằng 2D này. Thì A cộng B có phải 2D cộng 2D không? Chính là bằng gì? 2D cộng 2D là bằng 4D. F2D bằng 0. Thì vậy là F0 nó bằng 4D. F2D bằng 0. Còn F0 thì bằng 4D. Đây em chú ý này, ở đây đây nhá. F2 d thì bằng 0 này. F0 thì bằng gì? 4D Thì do cách đặt D bằng F0 ấy Thì có phải suy ra ngay điều gì? Thứ hai cái suy ra là gì? Có phải F0 thì bằng D không? D sẽ bằng 4D chưa? Đấy D bằng 4D thì phải suy ra D bằng 0 không? Đấy D bằng 4D vậy D bằng 0 Tức là các em đã tính được F0 bằng 0 ấy. Tức là để chứng minh một hàm là hàm lẻ ấy, thì đương nhiên là F0 phải bằng 0 mới được. Còn F0 khác 0 thì chắc chắn là nó sẽ không đối xứng nhau nhá. Hàm lẻ là thế. Thì D bằng 0 thì từ đây các em suy ra gì nhỉ? F0 bằng 0. Đấy, thế vậy các em biết được cái F0 bằng 0. Thế từ đây tiếp theo ta có này. P của A0 Tức là thay B bằng 0 ấy Thế bằng gì F0 là bằng 0 rồi nha Tức là F của gì FA F của FA Là bằng A nha Bởi vì F0 bằng 0 mà Thay B bằng 0 Tức là FA này Cụ thể đây FA cộng 0 đây Là bằng F của FA Là bằng A Đấy. P tại trừ A không chính bằng gì? F của F trừ A Đấy, cộng không cái này chính bằng gì f của f trừ a và bằng trừ a đấy thế từ đây các em sẽ suy ra là f trừ a bằng trừ uh, f a này thế bây giờ suy ra nhá từ điều này suy ra là p tại fa và f chia a đây p tại fa và f chia a thì suy ra cái điều này là chính là f của gì cái này là f a f của f a thì bằng a f của f chia a F của F chữ A bằng chữ A Thế này nó chính là gì? F của gì? Tức là P của FA A A Thì suy ra chính là nó chính là F của gì đây? A cộng với lại chữ A à, Cái này chính bằng bao nhiêu nhỉ? F A cộng F chữ A Thì cái mới là F của a cộng trừ a chính là bằng f0 nhé đấy Thế hay là thế suy ra là f0 chính bằng f a cộng với lại là f của trừ a mà f không bằng không chưa đấy thế vậy thế suy ra là f a cộng với lại là f của trừ a bằng không bởi vì f không bằng không mà đây, f không bằng không đây thế vậy là f a cộng f trừ a bằng không vậy suy ra là gì f của trừ a bằng trừ FA. Đấy. Với mọi a thuộc Q. Đây em thấy là F trừ A mà bằng trừ FA ấy thì đây thế suy ra hàm số fx làm lẻ chưa? Đấy vậy thế suy ra lại là f làm lẻ. Đấy. f làm lẻ nhá. Đấy mục đích chứng minh được là F của chia A bằng F FA thôi là xong thôi. Đấy như nội dung câu 10 các em nhé. Thì những câu này thì một số sở nó ít khi cho vào các em nhé. Đấy các em mà chú ý, chú ý phương pháp làm. Đấy video giải cái đề thi của sở Đồng Nai. Đấy đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.